đoàn kiểm tra do ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra việc chi hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận Ô Môn. Trên địa bàn quận Ô Môn có 365 doanh nghiệp với trên 25.000 lao động, có 52 đơn vị doanh nghiệp tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19 với tổng số 6.597 lao động ngừng việc theo đó có 51 quyết định phê duyệt hỗ trợ cho 6.192 lao động với tổng số tiền trên 24 tỷ đồng đã thực hiện đạt tỷ lệ 100%. Chi hỗ trợ lao động không có hợp đồng lao động, người làm nghề tự do nhóm 1, bán lẻ sổ số lưu động là 857 người với số tiền 1 tỷ 714 triệu đồng. Đối tượng lao động tự do nhóm 2, 3, 4, 5 quận đã trình thành phố phê duyệt tổng số là 39.797 người và đã có quyết định hỗ trợ cho 35.190 người với số tiền là 70 tỷ 380 triệu đồng. Đồng thời, quận cũng đã phân phối xong 793 tấn 680 kg gạo của chính phủ, hỗ trợ cho trên 52.800 người dân khó khăn do dịch COVID-19. Bên cạnh đó, quận đã chi hỗ trợ người dân Cần Thơ trở về từ dùng dịch 1.482 người với tổng số tiền 741 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đề nghị Ủy ban nhân dân quận Ô Môn tiếp tục chỉ đạo để mạnh công tác thông tin tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu các quy định, đối tượng, điều kiện được nhà nước hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tiếp tục rà soát lập hồ sơ và hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng.